người nhà thai bệnh nhân có sốt nhẹ nhưng mà cái bản dịch cỏ cái nó sốt nha, tiểu thì nhiều nhưng thai tiểu nhiều chút đi chút đi nha. Rồi hiện tại khám lâm sàng bệnh nhân tỉnh táo, bụng bắt đầu bệnh nhân có cảm giác đau, bụng bị quặn và căng căng ở vùng vùng dưới rốn, chưa bệnh nhân chưa có trung tiền được. Mạch thì gần 100, mẩy khỏe mạnh, huyết áp bình thường nha. Đang đa lửa ra cho tôi xem chút xíu nè, lai mạnh ra lửa nhưng khô đúng không, lửa khô da mặt cũng khô luôn. Bệnh nhân này cũng có dạng nhiều chất bã, nghĩa là cơ địa cũng nhiều chất bã nhờ, giống như tên này nè, nhưng mà mặt bệnh nhân khô. Yếm thì muốn nói hiểu, nói về hiểu không hiểu là bệnh nhân đang ở trong tình trạng thiếu nước ha. Mà sờ thử mặt bã nhờ mà khô thế chứng tỏ là nước thiếu nước, hiểu đơn giản thôi nha. Khác có khát nước không? Bệnh nhân có khát nước, nếu bệnh nhân tỉnh táo hỏi bệnh nhân có khát nước nha. Rồi cái vết mổ thì ta thấy chưa có thay băng đúng không, đường qua giờ chưa thay băng, cái băng nhìn bên ngoài thì thấy sạch đấy ha, không có thấm dịch mà khô, thấm dịch mà ướt là chuyện, thấm dịch mà khô là chuyện, hiểu không? Thấm dịch mà khô chứng tỏ nó đã chảy nó ngưng rồi, còn thấm dịch mà ướt chứng tỏ nó vẫn còn đang chảy phục vụ nha. Trường hợp này thấy vết mổ này là khô à, cái dẫn lưu này là dẫn lưu gì, điều trị hay là dẫn lưu dự phòng? Dẫn lưu điều trị hay dẫn lưu dự phòng? Điều trị hả? Lý do tại sao dẫn lưu điều trị? Dạ, tại vì bệnh nhân lúc mà mổ ra mình có thấy được cái khối áp xe hạch, nó bị khối áp xe hạch mà nó khô rút trong cái đám ruột, cắt nguyên cả cái khối ruột trong cái áp xe đấy, hiểu vấn đề chưa? Cho nên họ muốn điều trị, cái quyết điều trị hay dự phòng thì phải mua xem cái tường trình của phẫu thuật viên. Trường hợp này khi cắt nối ruột đấy thì phải xả ruột, xả phân trong ruột, ruột nó giãn rất to, nên nó phải xả cho ruột nó sẽ bớt. Cho nên cái cũng có tình trạng dây nhiễm trong bụng. Cho nên sau khi mổ cắt nối xong là rửa bụng, đặt những lô đô la. Nha, thì ý của phẫu thuật viên là thầy đây thì những lô này vừa điều trị vừa dự phòng. Điều trị là sao là nó dây phân trong khoang bụng phải rửa bụng đúng chưa, nên là điều trị. Dự phòng là sao có một cái miệng nối giữa hồi tràng với đại tràng không có chuẩn bị, mặc dù tắc ruột thì cái đoạn đại tràng nó xẹp đấy nha. Thì ý của thuật viên là dự phòng nha, tại vì bệnh nhân này có nguy cơ xì dò đường nối cao lao mà ha. Cho nên là dự phòng thì chúng ta sẽ lưu lại tiếp. Còn nếu là điều trị thì thấy cái dịch nó ra thế này thì chúng ta rút. Hiểu vấn đề chưa? Dịch nó ra thế này là bình thường nè, trong nè, vàng trong, vàng nhạt thôi, trong chỉ tỏ là dịch này là thanh dịch, rút được. Nếu dự phòng thì tiếp tục lưu lại. Cho nên ta hỏi phẫu thuật viên xem mục đích ta đặt là gì, dự phòng hay điều trị. Nếu ta nói là điều trị thôi thì ta rút. Dự phòng thì chúng ta khoan rút là đến 5-7 ngày rút nha. Cái bụng bệnh nhân thì hơi chướng, ấn thì mềm nha, thỉnh thoảng bệnh nhân có đau bụng quặn, nó chứng tỏ đường tiêu hóa nó bắt đầu hoạt động trở lại rồi nha. Thì tình trạng hiện tại thì phải đánh giá bệnh nhân hiện tại thì ổn, hậu phẫu là cái nhì của cắt còn rất nhiều ở ruột thì ổn. Bệnh nhân này chỉ có cái vấn đề hôm nay thầy sẽ dạy các bạn đó là gì, là điều chỉnh tình trạng rối loạn nước cụ thể được. Hậu bệnh nhân này bệnh nhân thiếu nước đúng chưa? Những biểu hiện cũng những cái dấu hiệu của thiếu nước trên lâm sàng là cái gì? Là bệnh nhân tỉnh táo thì sao? Tỉnh táo thì bệnh nhân sẽ cảm giác khác, da khô đúng chưa? Da khô nha, niêm mạc hầu họng cũng khô luôn. Ha, rồi gì nữa? Mạch bệnh nhân thì sao? Mạch bệnh nhân nảy mạnh nhưng mà nhanh, nó khác với thừa nước. Thừa nước thì sao? Mạch cũng nảy mạnh nhưng mà nó lại hơi chậm lên chút. Ha, và đúng ra thì thiếu nước thì tiểu sẽ ít đi. Tuy nhiên bệnh nhân này khai tiểu nhiều, tiểu liền liền cũng không chính xác lắm, không biết bệnh nhân tiểu nhiều, tiểu liền liền mỗi lần bao nhiêu. Cho nên điều đó không có kiểm chứng được. Cho nên thầy nghĩ là bệnh nhân này trong tình trạng thiếu nước. Thiếu nước mà chưa ảnh hưởng đến các sinh hiệu, chưa ảnh hưởng đến huyết áp chưa có tụt, thì thiếu nước mức độ nhẹ. Đồng ý không? Thiếu nước mức độ nhẹ thì sao? Thì sao? Thì nguyên tắc thì bù là mất bao nhiêu nước? Mất bao nhiêu? Ha. Dưới 4% tổng trọng lượng cơ thể, nó tính trung bình là bao nhiêu? Là 2%. Bệnh nhân này là 60kg. Đúng chưa? 2% là bao nhiêu? Hả?
Dạ một lít. Cho 4% cho dễ tính, chứ còn 2% ít quá. 4% là nhiêu? Khoảng 2 lít 2 lít 4. Nguyên tắc bù cũng như cái nước là bù con nửa lượng tiết hụt thôi. Trừ trường hợp nên có tụt huyết áp, trừ trường hợp có sốc thì ta phải đổ nước cho nhiều thì tụt huyết áp đó là giới hạn tuần trừ tính tiếp. Ha, còn nếu không có tụt huyết áp, không có sốc thì nguyên tắc là chỉ bù con nửa lượng. Nha, nên đánh giá là 2 lít 2 lít 4 hiện nay thì bù là bao nhiêu? Là lít thôi. Bù cái lượng bù cái gì và cái dịch nào? Nha, thì thiếu nước nó có 3 dạng. Nha, thiếu nước đẳng trương, thiếu nước nhược trương, thiếu nước cung trương. Không biết đẳng hay nhược hay trương thì phải xem với ông nội. Nha, như thực tế những bệnh nhân như thế này thì muốn theo kinh nghiệm thì ta làm sao ai biết cho điểm chính của khóa đi sao? Thì không có ông nội. Nha, em buồn bệnh nhân thiếu nước thì nó là buồn con nửa là mới rồi đó, buồn đích thôi. Cái nước đó là nước gì? Thì 6 thì 3 cũng được. Nó được cái nguyên tắc là cho điểm chính của khóa luôn. Tại vì thiếu nước có thể thiếu đẳng trương, thiếu nhược trương, thiếu ưu trương. Nha, bù là bù cái gì? Trong khi đó mình không có cái y ông đồ trong tay. Chờ có y ông đồ mấy tiếng đồng hồ, bù cái gì? Hai. Rồi, thầy bù hai mặn một ngọt. Lý do tại sao hai mặn một ngọt? Lý do tại sao là hai mặn một ngọt đây? Đây. Bù cái dịch đẳng trương, bù dịch nhiều trương hay bù dịch ưu trương? Đẳng trương. Lý do? Dạ, tại vì nếu như mà bệnh nhân vô với mình tình trạng cũng táo thì cái khả năng rồi đối lại với ông cũng không có phải là nhiều, nên mình bù dịch đẳng trương thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái cân bằng hiện tại của bệnh nhân. Cũng không chính xác lắm. Nghe không? Bệnh nhân có 3 khả năng. Như một là thiếu nước đẳng trương, nghĩa là nồng độ đẳng trương nghĩa là nó natri với natri nó chịu là natri. Thiếu nước đẳng trương nghĩa là nồng độ natri với trương bệnh nhân bình thường, đúng chưa? Còn thiếu nước nhiều trương là thiếu nước mà cái cơ thể bệnh nhân trong tình trạng nhiều trương thì nồng độ natri nó thấp, thì lúc đó cái buồn nhiều ưu trương. À, còn thiếu nước ưu trương thì là sao? Thiếu nước mà cơ thể bệnh nhân có nồng độ natri cao, cái buồn nhiều nhiều trương. Như thế thì nếu ta không biết là bệnh nhân này đẳng trương, nhược trương, ưu trương, chúng ta bù dịch đẳng trương, dịch nhược trương, ưu trương thì nó sẽ gây ra bất lợi. Ví dụ bệnh nhân này thiếu nước là ưu trương, mà ta không biết chúng ta bù dịch ưu trương thì nó sẽ càng làm tăng nồng độ natri máu lên cao hơn nữa. Cho nên kinh nghiệm là gì? Là luôn luôn bù bằng dung dịch đẳng trương. Nha. Thì lúc đó mà nếu bệnh nhân có nhược trương thì cũng có lợi cho bệnh nhân, đúng không? Mà nếu bệnh nhân ưu trương thì cũng có lợi cho bệnh nhân. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu không? Cho nên là luôn luôn chọn dung dịch là đẳng trương, nghĩa là dung dịch xin không phải là đẳng trương đâu, mà dung dịch có cái nồng độ điện giải tương đương như huyết tương. Thì khi anh truyền dung dịch đó rồi thì bệnh nhân trong tình trạng nào cũng trở lại tốt hơn đó. Nó mà hiểu không kia, hiểu không? Em nói hiểu không? Hiểu không? Hiểu ha? Thế là mình chọn cái thái độ dung hòa. Thì nếu bệnh nhân ở cực này thì bệnh nhân cũng khá lên, và bệnh nhân ở cực này thì bệnh nhân cũng khá lên. Như thế thì ta để bù nước trên lâm sàng, bù theo kinh nghiệm không có với ông bù thì chúng ta bù bằng một cái loại dung dịch nào đấy. Gọi đẳng trương thì không đúng, gluco 5% cũng đẳng trương, nhưng mà gọi là dung dịch có cái nồng độ điện giải tương đương với huyết tương. Dung dịch đó là gì? Là lactate dung lên, hiểu không? Cho nên trường hợp này là bệnh nhân thiếu là 2 lít tôi bù 1 lít thôi, lúc đó là phải tắt dinh dưỡng. Còn lại là cái liều duy trì của ngày hôm nay là phải phải truyền hai mặn hai ngọt hay là một mặn ba ngọt, thì đấy là tính cái liều duy trì ngày hôm nay. Cái liều duy trì ngày hôm nay là lượng là bao nhiêu? Lượng là bao nhiêu? Tính 40 đi 60 2 lít 4. Nha, nếu bệnh nhân là trẻ em ấy, thì hoặc là người trẻ thì ta tính hơi phức tạp chút xíu, tính nguyên tắc là 4 2 1, nhưng mà người lớn thì thôi tính đơn giản là 40 ml, nha, từng ký từng ngày, một người 60 kg 2 lít 4, thì lúc đó người ta mới tính là hai mặn hai ngọt hay là một mặn ba ngọt, thì đấy là cái quan điểm đó. Hay như thế thì bệnh nhân này sẽ được truyền cái liều duy trì của ngày hôm nay cộng với 1 lít tiết hụt. Cái lít tiết hụt đó thầy chọn là lactate dinh dưỡng, còn cái liều duy trì ngày hôm nay ta chọn là gì? Là ba ngọt một mặn hay là hai mặn hai ngọt, cái đó tùy vào cái phát độ.
hợp nào bệnh nhân cũng tốt lên hết. Bệnh nhân ở thái cực này cũng tốt lên, bệnh nhân thái cực này cũng tốt lên, chọn ngay chính giữa. Ha, thì dung dịch các bạn nhớ một điều là dung dịch có nồng độ điện giải tương đương với huyết tương ở điều kiện Việt Nam mình là thái cực vô. Còn ACL không có 9% thì lại ưu trương hơn, nồng độ natri nó tới 155, trong khi đó là nồng độ natri huyết tương có nhiêu 40 thôi. Cho nên nếu anh bù bằng, nếu anh bù bằng ACL đấy, nếu bệnh nhân có nồng độ natri huyết tương thấp thì tốt hơn, nó sẽ tốt lên. Nhưng mà nếu bệnh nhân có nồng độ natri huyết tương chẳng cao rồi thì nó sẽ dọn lên cao nữa. Nên hơi đi hơi sâu chút xíu đi sáu, hiểu vấn đề chưa, hiểu không? Nhớ là gì, thiếu hụt nước thì bù phân nửa lượng thiếu hụt cộng với lượng duy trì. Lượng thiếu hụt đó theo kinh nghiệm mà truyền cái lượng truyền qua các tác nhân cơ. Còn điều duy trì là gì, là thể tích là 40 đến tiếng trên ngày. Còn thành phần là gì, 2 mạng 2 ngọt, 1 mạng 3 ngọt, tùy vào phác đồ của khoa, tùy phác đồ của bệnh viện. Rồi có thắc mắc gì không? Thì cái đó để bàn sau. Bây giờ nói như thế nó lại rối hết. Mà trường lớp 8 thì trường học này là được. Trong những trường học chống chỉ định thì chúng ta sẽ có một cách khác. Tôi nói đây nó sẽ rối khi bên hệ. Thôi không qua. À không qua. Rồi có câu nào thắc mắc nữa không? Thì ba hiểu không? Hiểu không? Hiểu cái buồn lớn chưa? Hiểu không được không hiểu cũng vậy. Cũng trả thầy cũng trả la. Cái này nó hơi sâu chút xíu. Đâu, trước khi mổ cảm giác đau nó khác. Cái quặng trước đau trước khi mổ là quặng do tắc ruột. Ruột nó cố gắng nó co bóp để nó dồn cái thành phần tắc qua mỗi cái chỗ hẹp đó. Còn cái này là bệnh nhân này là quặng là đường tiêu hóa nó liệt nó hoạt động trở lại. Cho nên hai cái quặng này hoàn toàn khác nhau. Không bao giờ mà cái quặng do đường tiêu hóa nó hoạt động nó lại mà bệnh nhân có nổi gò. Nghe thứ hai nữa, ông ruột nghe cũng không có tăng, không có tăng rõ giống như là trong tắc ruột trước mổ. Cũng có tăng đấy nhưng mà không có rõ, không sắc không cao giống như là trước mổ. Nghe cho nên cái đau quặng sau mổ do đường tiêu hóa nó hồi phục nó lại đấy, thì có đặc điểm là gì, không bao giờ có nổi gò, có thể có tiếng muộn đấy. Không có gò, không có rắn bò. Thứ hai nữa là âm sắc có thể nó, tần số nó có thể nó tăng nhưng mà âm sắc cũng không tăng. Thì nó không biết tắc nào đâu tăng. À, nhớ hai điều đấy. Rồi, thứ ba nữa là gì? Thứ ba nữa là nếu mà ngoài cái này đừng can thiệp gì hết. Nên nó đúng là nó đường tiêu hóa nó phục hồi nó lại 6 tháng sau nên sẽ hết đau. À, còn nếu tắc ruột sớm sau mổ đấy 6 tiếng sau bệnh nhân sẽ đau nhiều hơn. Hiểu vấn đề chưa? Vấn đề là thế. Rồi thôi tắt.